Thiên đàng là địa chỉ con người phải đến. Đức Giêsu cho chúng ta biết, đích tới của hành trình dương thế sẽ là nước trời, điểm hẹn mà tất cả mọi người không trừ ai đều được Thiên Chúa mời gọi đạt đến, bước vào, như Gioan Tẩy Giả đã rao giảng. Và cũng chính là sứ điệp Đức Giêsu muốn các môn đệ của Ngài lên đường loan báo cho muôn dân. Nước trời đã đến gần. Nước trời hay thiên đàng là giá trị phải được ưu tiên tìm kiếm. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ khác người sẽ thêm cho sau. Bởi nước trời là quê hương đích thực, hạnh phúc trọn vẹn và sự sống đời đời mà con người mơ ước. Vì ở đó có Thiên Chúa là cha nhân từ ngự trị, đứng biết rõ con cái ở trần gian cần gì, và ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin người. Nước trời, vương quốc Thiên Chúa hay thiên đàng không chỉ là mơ ước của con người, nhưng còn là lời hứa của Thiên Chúa. Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, xỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao. Nước trời được Thiên Chúa diễn tả qua nhiều hình ảnh. Nước Thiên Chúa giống như hạt cải lúc gieo xuống đất. Nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá, xum xuê, đến nỗi trên trời có thể làm tổ dưới bóng. Nước trời giống như chuyện gia chủ kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Rồi nhiều lần trong ngày, ở những thời điểm khác nhau, ông ra ngoài đường nhận thêm người mới vào làm. Cuối ngày khi phát lương, ông trả đồng đều ai cũng một quan tiền, dù là người mới chỉ làm một giờ hay người làm cả ngày. Khi có người thắc mắc khiếu nại, ông đơn sơ trả lời: tôi đâu có sự bất công với bạn đâu. Tôi đã thỏa thuận với bạn là một quan tiền đó sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi không có quyền tùy ý định đoạt những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ganh tức? Đức trời còn giống như vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khác đã được mời trước xin họ đến dự tiệc. Nhưng họ không chịu đến. Vì tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ được mời lại không xứng đáng. Nhà vua cho đầy tớ ra khắp các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào dự tiệc cưới. Và còn nhiều hình ảnh khác nữa, Đức Giêsu đã dùng để nói về nước trời như 10 trinh nữ cầm đèn đã đón chàng rể, với 5 cô khở dại và 5 cô khôn ngoan, để diễn tả ngày giờ con người được gọi rời bỏ đời này về đời sau thường rất bất ngờ, không ai được biết trước. Như chiếc lưới thả xuống biển gom được đủ thứ cá, khi lưới đầy người ta kéo lên bãi rồi ngồi nhặt cá tốt cho vào giỏ, còn cá xấu thì vứt ra ngoài. Như kho báu chôn trong ruộng, có người kia gặp được thì chôn lại rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Hoặc như nắm men bạc kia lấy vùi vào 3 thúng bột cho đến khi tất cả bột rảy men. Như thế, nước trời là vương quốc của Thiên Chúa luôn thân thiện rộng mở đón tiếp hết mọi người, bất luận giàu nghèo, sang hèn, giỏi, dốt, xấu, tốt, miễn sao đáp ứng được những điều kiện được Thiên Chúa đưa ra. Vương quốc ấy không khoanh vùng ưu tiên, cũng không phân biệt kỳ thị bất cứ sắc dân, ngôn ngữ, văn hóa, trình độ, đẳng cấp, vị thế, xã hội nào, nhưng tạo mọi điều kiện để mọi người được nhận vào. Và vì là nước Thiên Chúa quê hương hạnh phúc đời đời mà mọi người mơ ước, nên thiên đàng là một giá trị vô giá, kho tàng không gì sánh bằng, mà bằng mọi giá phải chiếm hữu cho kỳ được. Nhưng hình ảnh nổi bật hơn tất cả chính là lòng tốt của Thiên Chúa khi ban phần thưởng thiên đàng cho con người. Như Đức Giêsu đã khẳng định trong dụ ngôn thợ làm vườn nho nước trời mà ở trên người viết đã cố ý ghi lại hầu như toàn phần
bản văn Tin Mừng. Đời bon chen giữa muôn con người, còn nhiều lo lắng, áo cơm bạc tiền. Này người bạn ơi, chớ quá buồn lo, hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, chẳng dệt chẳng may đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa, thấy lũ chim non hoa kia đẹp hơn áo vừa. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi. Này bạn ta quý hơn là loài chim đóa hoa, thì băn khoăn ngày mai làm chi. Ngày ngày cầu xin giống xưa Cha dạy, hằng ngày đủ no áo cơm thơm lành. Và này bạn ơi, biết quý cần lao, nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi, phúc ân vinh dự, dự phần của Cha tác sinh muôn loài. Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa, Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì ngày mai mai sẽ lo, lo gì mặc chi ăn uống chi. Sự vì Cha thánh lễ là đây, đám đất Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta